Theo tìm hiểu, tháng 5 năm 2023, công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt, trụ sở chính ở thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, có báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án trung tâm thương mại Pháp Việt. Theo báo cáo, khu đất xây dựng dự án có diện tích 5.234m2 tại thôn Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Dự án có hướng bắc giáp đường Vành Đai 3, hướng đông giáp khu đô thị Pháp Vân, hướng nam giáp khu đô thị Pháp Vân và công ty cổ phần dịch vụ vận tải số 8, hướng tây giáp bến xe nước ngầm. Hiện trạng của dự án hiện nay là khu đất trống đã được sang nền có một số dãy nhà tôn. Khi thực hiện dự án, các nhà tôn sẽ được tận dụng giữ lại để phục vụ dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 684 tỷ đồng với hai khối nhà cao 7 và 24 tầng, hai tầng hầm đổ xe. Trong đó, khối 24 tầng với chức năng trung tâm thương mại kết hợp văn phòng bố trí phía ngoài, tiếp cận đường Vành Đai 3. Khối 7 tầng với chức năng kinh doanh dịch vụ thương mại về ô tô được bố trí phía trong, showroom ô tô, xưởng sửa chữa bảo dưỡng, khu văn phòng của Ford Capital là khu vực tiếp giáp với khu đô thị Pháp Vân và công ty cổ phần dịch vụ vận tải số 8. Hiện trạng dự án đã giải phóng mặt bằng và có một số dãy nhà tôn. Hiện trên khu đất dự án chủ yếu phục vụ trông giữ xe ô tô. Theo báo cáo của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 684 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là gần 140 tỷ, vốn huy động gần 548 tỷ đồng. Được biết, dự án đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3 năm 2022. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, diện tích đất nghiên cứu của dự án khoảng 5.234m2, gồm 4.947m2 đất nằm ngoài chỉ giới mở đường, 287m2 đất nằm trong chỉ giới mở đường. Tổng diện tích đất để thực hiện dự án khoảng 4.947m2, diện tích xây dựng khoảng 2.424m2, mật độ xây dựng khoảng 49%.